Tập 3. Làm việc các anh rồi. Cảm ơn. Đây là chuyện chúng tôi nên làm. Đội trưởng Chiến, tôi muốn báo án. Chào nữ thần Sai. Làm tôi giật cả mình. Sao anh còn chưa đi? Đừng nói nữa, còn chưa nhận chức thì đã sửa bớt cho sếp rồi. Vậy chúc mừng anh nhé. Anh làm gì vậy? Đừng sợ, tôi dễ là giúp cô. Xin anh sau này đừng làm như vậy. Cô làm tan nát trái tim của tôi. Tôi còn có thể đánh tan nát mặt anh luôn đấy. Sao đột nhiên cảm thấy tim tôi đau quá? Đó là do anh không biết xấu hổ. Vậy có thể cho tôi số điện thoại của cô không? Được chứ. 1 1 0. Vậy tôi đi về trước đây. Con xấu quá vậy. Lão Tu, chúc mừng con. Nói đến chuyện này thì con lại tức giận. Con đừng được là sinh viên trường danh tiếng. Công việc đầu tiên lúc về nước lại nhờ vào ba Tô. Trời đất làm chứng, ba không hề làm gì cả. Đều là bản lĩnh của bản thân con. Bà Đàm hôm nay vui vẻ là thường nhỉ? Còn không phải lấy được thể diện ở chỗ dì Trương sao? Không phải ông quay biết nhiều nhà đầu tư giàu có hay sao? Kiếm một người cho tôi để tôi cũng mở một buổi hòa nhạc cho con gái rượu cho chúng ta và thằng bé Justin. Thôi đừng, mẹ sẽ hối hận đấy. Tôi nói này bà Đàm, tiểu mãn này ấy, từ trường mẫu giáo đến tiểu học, từ cấp 2 đến cấp 3, luôn bị so sánh với con cái của bạn học của bà. Suốt tới bây giờ, có thể nào tha cho nó được không? Thì đó, tôi tha cho nó. Còn cô ta khi nào mới tha cho tôi? Là cô ta từ sáng tới tối cứ so kè với tôi. Hồi đó thì so kè thạc sĩ Dương Cầm với tôi. Sau đó thì so kè bạn học cùng lớp với tôi. Sau đó so kè học sinh của tôi. So kè xong học sinh, còn phải so kè con gái. Ông hỏi con bé trong nhà ông thử xem, từ bé tính lớn có khi nào lấy mặt mũi cho tôi đâu. Bao nhiêu cuộc thi có từng thắng con bé xấu xí nhà bọn họ lúc nào chưa? Chính xác mà nói, mặt mũi người ta cân đối hơn con nhiều nhé. Con, cho nên con càng phải cố hơn chứ. Mẹ cảm thấy buổi hòa nhạc hôm nay ấy rõ ràng là đang so kè con rể với mẹ mà. Mẹ đã bao lớn rồi, sao còn hẹn đánh nhau à? Mẹ thấy Justin cũng tốt lắm, đẹp trai này, cũng lễ phép với người lớn. Điều quan trọng nhất là nó có năng khiếu Dương Cầm. Có năng khiếu. Cái giò heo của anh ta cả quãng 8 cũng không nhảy qua được. Mẹ có thể dạy nó. Mẹ không tin không so lại người ta. Hay là con đổi giọng nam trầm. Đổi cái gì mà đổi? Con tưởng là điện thoại sao? Thằng bé tốt biết bao nhiêu. Thái độ con nghiêm chỉnh lại cho mẹ đi. Mẹ đi nấu cơm đây. Hôm nay ăn chay đấy.
Nấu gì thì ăn nấy. Ba Tô à, ba có quen một người tên là Võ Diệt không? Tốt nghiệp vào 2 hoặc 3 năm trước đó. Không quen. Lão Tô, sao vậy con? Cây già nở hoa à? Trong lòng rung động rồi. Có ai làm ba như ba không? Thiên Thiên, Thiên Thiên à, Thiên Thiên, Thiên Thiên, đứng yên ở đây nhé. Anh lên lầu xem thử. Con dịu dàng một chút được không vậy? Ngồi cũng không ra nết. Cái nào mới giống như xài tình? Chú ý hình tượng của mình hơn đi. Tôi vừa mới nhìn thấy một câu nói trên mạng, tôi thấy cực kỳ có lý. Nói là võ bọc xinh đẹp, hàng ngàn, hàng vạn, tâm hồn thú vị thì là một trong hàng vạn. Tiểu mãn nhà chúng ta chính là tâm hồn thú vị. Ba Tô à, ba cũng theo kịp thời đại quá chứ. Con không có một lớp vỏ đẹp đẽ thì chả có ai nhìn đâu. Tâm hồn thú vị gì chứ? Con xem con gái của dì Trương và dì ta. Mẹ đừng đừng mà mẹ. Con về đây mới có mấy ngày, mẹ đã nhắc dì Trương những 800 lần rồi. Có sao? 800 lần thật đấy. Như vậy gọi là thời thế xoay chuyển. Cũng tới lượt con, cho con nhà người ta áp chế thử xem sao rồi. Ba Tô à, con nói ba nghe, người áp chế được con thật sự không nhiều đâu. Xem con ngông cuồng. Ba mẹ ăn đi, con không ăn nữa. Không ăn cháo sao? Không ăn đâu. Xin chào, tôi là Tô. Không không không, tôi là A Quy. Thật sao? Cảm ơn cô đã báo tin này cho tôi biết. Tôi nhất định có mặt đúng giờ. Được, bye bye.
Xin chào, tôi tên Khả Khả, cô tên gì? Tôi tên A Quy. Chiếc váy này của cô mua ở đâu vậy? Mẹ tôi mua cho tôi đấy. Là như vậy sao? Chúng tôi đang làm một app về phối trang phục, muốn tìm một vài người có phong cách, biết phối đồ, thu thập một số dữ liệu. Mẹ tôi chắc là mua đại thôi. Không phải đâu. Mỗi một bộ quần áo của con gái đều được người mẹ lựa chọn kỹ càng. Giống như mẹ cô nhìn chiếc váy này thì sẽ nghĩ đến cô vậy. Thật vậy sao? Khả Khả, tôi phải đi tụ tập với đồng đội rồi. Cố lên nhé. Sau cuộc thi gặp. Chào mừng đến với Madrid mùa mới nhất của chúng tôi. Chúng ta sẽ chào đón phiên bản nâng cấp toàn diện của đội ngũ cố vấn. Đầu tiên xin mời nguyên lão 3 triệu của chúng ta với tràng pháo tay nhiệt liệt nhất, thầy Từ Thư Ức. Người tiếp theo chúng ta chào đón chính là chàng trai mà ngàn vạn cô gái yêu nhất, nhà sáng lập Big Brain Data của chúng ta, anh Nhậm Thiên Thu, tổng giám đốc Nhậm. Xin mời anh. Tiếp theo đây là một vị khách mời mà tôi yêu thích nhất, chính là tổng giám đốc Mục của tập đoàn CCED, cô Mục Y. Được rồi, cuộc thi hôm nay vô cùng quyết liệt. Chúng tôi sẽ phát trực tiếp toàn bộ thông tin qua mạng Internet cho các bạn khán giả khắp thế giới. Tất nhiên cuộc thi hôm nay, tất cả các thí sinh đều sẽ ở trên sân khấu trình bày ứng dụng sáng tạo của họ. Dĩ nhiên nếu lấy được 2 phiếu tán thành từ 3 cố vấn của chúng ta, có thể trực tiếp thăng cấp. Tiếp theo đây, thí sinh sắp lên sân khấu này có chút kỳ lạ, bởi vì cô ấy đến tham dự cuộc thi của chúng ta với tư cách thí sinh cá nhân. Quá lợi hại. Cho nên tiếp theo đây, chúng ta xin mời ra đây cô gái có cái tên cũng khá dễ thương. Xin mời thí sinh A Quy. Chào mừng Tiểu Quy. Có thể nhìn thấy thí sinh Tiểu Quy của chúng ta có chút căng thẳng. Xin chào Tiểu Quy, xin chào. Tiếp theo chúng ta sẽ giao sân khấu lại cho bạn. Hãy bắt đầu phần trình bày của bạn. Xin chào các thầy cô. Cô gái à, hãy nói thuật toán của cô có thể nhận dạng và đo lường mục tiêu một cách nhanh chóng, có cách sử dụng cụ thể hay không? Thuật toán của tôi đã sử dụng mạng lưới neuron tích chập. Nó mô phỏng mạng lưới thần kinh trong não người. Nhờ vậy có thể tìm ra danh tích vật thể và đường biên vị trí của hình ảnh một cách nhanh chóng. Cô gái này trông có vẻ buồn cười, mà nói năng lại rất có trình độ đấy. Câu trả lời của cô rất khái quát. Có cách sử dụng cụ thể hơn nữa hay không? Tôi đã xem thông tin của cô. Cô nói ba mẹ cô đều mất. Hoàn thiện thuật toán và đưa vào ứng dụng là được ba giao phó. Vậy cô có biết ba của cô mong nó vận dụng ra sao không? Tôi nghĩ đại khái ông ấy có thể muốn làm một ứng dụng nhận dạng gương mặt. Ứng dụng nhận dạng gương mặt đã nhiều lắm rồi. Cô nói hệt như chưa nói vậy. Không, không giống nhau. Thuật toán của tôi vượt xa các thuật toán truyền thống về tốc độ và chi tiết. Nó có thể phát hiện vị trí và danh tính của gương mặt trong thời gian thực. Các ứng dụng dựa trên thuật toán này có thể tái tạo lên gương mặt ở dạng 3D, trở nên càng chi tiết hơn. Chức năng trước đây không thể thực hiện, hiện giờ đã thực hiện được. Thú gì đây? Vậy cô thử nói xem, tại sao chúng tôi phải đầu tư tiền cho thuật toán bán thành phẩm của cô chứ? Bởi vì đây là một thuật toán nhận diện gương mặt vượt xa đối thủ cạnh tranh. Ý nghĩa cạnh tranh thị trường của nó đối với thời đại xã hội video ngắn là 2 năm rõ 10. Tôi nghĩ cái của chúng ta rất có hy vọng đấy. Đợi đã, bạn A Quy à. Chúc mừng cô thăng cấp. Tôi cũng chúc mừng cô. Hãy gia nhập với chúng tôi đi. Một mình cô thi đấu thì buồn chán lắm. Đôi lúc chúng ta có thể có chỗ trống. Cậu nói nhảm nhí gì với cô ta vậy? Sau này là đối thủ cạnh tranh mà. Phải rồi Khả Khả, cậu đừng suốt ngày tiết lộ bí mật của chúng ta chứ. Tôi đâu có tiết lộ gì, đây cũng đâu phải chuyện to tát gì.
Con nói xem con đi làm gì chứ? Sao cái váy cũng mất tiêu rồi? Thì canh bị đổ, cái váy bị hỏng rồi, làm chân bị thương. Tiểu Mãn, con là con gái lớn rồi, có thể nào để ba mẹ bớt lo không? Dạ dạ dạ, ba tôi và mẹ nói đúng lắm. Người tiếp theo. Vậy là chụp xong rồi sao? Xấu vậy, chụp lại một tấm. Không được, tôi cũng muốn từ chức luôn. Không được. Không được. Tại sao không được? Người tiếp theo. Người tiếp theo. Công ty hôm nay đúng là phát phúc lợi. Chụp thêm một tấm nghiêng người. Ninh Đại Tề rất khá. Anh chàng này rất nhiệt tình. Người này cũng được. Cô ấy. Chắc anh không tính cho cô ấy làm chính thức chứ? Trong bất kỳ đội nhóm nào cũng cần một vai trò như vậy. Là gì? Cô nhân viên sale xinh đẹp. Chị Bạch Kỳ mà chịu ra tay thì tôi nào cần giữ cô ấy chứ? Dừng. Tôi từng tiêm ngừa 800 lần về việc bán hàng này rồi. Nhưng mà nghiêm túc mà nói, anh tính cho cô ấy gia nhập phòng thị trường sao? Bây giờ chúng ta đang ở thời khắc quan trọng. Loại hay là giữ lại thì xem tạo hóa của cô ấy vậy. Võ Việt, đi ăn chung không? Tôi với Xài Tình đều đi. Thôi, tối nay tôi có hẹn với bạn. Bạn trai hay bạn gái vậy? Bạn nhỏ. Xin lỗi nhé, tôi nghe điện thoại đã. Sao vậy? Cậu nói xem có phải con trai sẽ thích những cô gái nhỏ hơn mình không? Không phải sẽ, mà là ai cũng như vậy. Vậy có phải gần đây Bình già đi rồi không? Có chút để cậu mau về nhà uống kỹ tử đi. Đi thôi, làm thiếu gia mời chúng ta đi quẩy. Tôi không đi đâu, tôi phải về uống kỹ tử. Uống kỹ tử gì chứ? Đi thôi, đi ăn món ngon nào. Tôi không đi, tôi về nhà uống kỹ tử. Sao anh đẩy tôi vậy? Làm gì vậy? Dạ được, cảm ơn quản lý. Nào, hôm nay tôi mời mọi người cứ việc uống hết mình. Bạn học Tô à, chúng ta uống một ly đi. Xin lỗi nhé, tôi không uống rượu. Cô uống một ngụm thôi. Tôi uống một ly, được không? Nào, tôi kính anh một ly. Nào. Cậu đi thay đồ đi, tay chân nhanh nhẹn một chút. Hôm nay có khách VIP đấy.
Đây chẳng phải là võ việt sao? Võ việt, tôi là bị xài tình gạt tới đây. Không phải anh đi gặp bạn nhỏ sao? Do việc sao lại làm thêm ở đây vậy? Cậu nhóc cậu, đừng ngây người với mấy cô em nóng bỏng chứ. Bàn số 2 mau lên. Đừng có mà lợi dụng. Ít gì cũng phải uống một ly chứ. Nói sao thì đời người đắc ý cứ việc vui đi. Vui vẻ là quan trọng nhất mà. Nào, tôi uống giùm cậu ấy. Không được, hôm nay bắt buộc phải là Tô Tiểu Mãn cô ấy uống. Cô không phải tên Tô Tiểu Mãn sao? Không nể mặt chút nào sao? Được, Tô Tiểu Mãn tôi trước giờ chưa từng sợ ai. Sao hả Lâm Thiếu, cần uống nữa không? Anh cần thể diện phải không? Uống chứ, cần. Được rồi, thôi bỏ đi. Tôi không cần thể diện nữa, đừng uống nữa. Anh nói xem anh học cái gì tốt không học. Cứ phải học người ta uống rượu. Anh có biết uống rượu sẽ làm tổn thương thần kinh não của anh. Thần kinh não bị tổn thương là không cứu được nữa. Chủ tịch sắp đến quán bar. Lâm Thiếu, anh đi đâu vậy? Uống rượu rồi không được lái xe. Hai chúng ta uống đi. Anh tự uống đi. Cạn ly. Alo. Được, tôi biết rồi. Ra đây lấy xe giùm tôi đi. Tôi đợi anh ở cửa.
Đợi một chút nhé. Rớt mất đồ mà cũng không nói. Cảm ơn. Sao vậy? Về nước không vui sao? Về nước cũng có cái tốt của nó mà. Chí ít cũng có thể đoàn tụ với gia đình. Đoàn tụ. Tôi sắp quên mất bọn họ trông như thế nào rồi. Chủ tịch ngài đến rồi. Thiếu gia lúc nãy vẫn còn ở đây, đang tiệc tùng vui vẻ và không biết có chuyện gì mà cô ấy đi mất rồi. Quá đơn hôm nay, để đó tự mình trả đi. Dạ được, dạ được. Lái xe đi. Cậu nhóc, cậu đứng bên ngoài làm gì vậy? Trên tay cậu cầm cái gì đây? Tôi nói cậu biết, đừng hòng lười biếng. Quần áo ướt cả rồi, mau vào trong cho tôi. Con chưa có vui không? Vốn dĩ vui lắm. Tiền rượu tối nay con tự trả đi. Trả thì trả. Con trả bằng cách nào? Bà nói với con biết bao nhiêu lần, khiêm tốn mà làm người. Đợi đã. Cho con đấy. Cảm ơn. Tôi không nhớ gì về mẹ của tôi. Chẳng qua trong lúc chơi game, có lúc như có một đoạn nhạc cứ lặp lại trong đầu chơi của tôi. Tôi không nhớ gì về mẹ mình, nhưng vào một buổi sáng sớm đầu thu, mùi hương của hoa hợp quan lan tỏa trong không khí. Mùi trầm hương trong miếu thờ buổi sáng như thể thổi về phía tôi. Mùi hương của mẹ. Tôi không nhớ gì về mẹ mình. Chẳng qua khi tôi nhìn ra bầu trời xanh xa xôi từ khung cửa sổ phòng ngủ của mình, tôi như cảm thấy ánh mắt của mẹ tôi khi nhìn tôi lấp đầy cả bầu trời. Anh đẹp trai, dậy đi thôi. Bữa sáng đã chuẩn bị xong cho anh rồi. Anh mau dậy đi, vì chết đi được. Âm thanh của người nếu như ngọt ngào như xài nữ thần thì tốt biết mấy.
Cái này là món quà nhậm chức tôi tặng cho cậu. Ông chủ, xin lỗi nhé, tôi mãi không nói anh biết. Có gì mà phải xin lỗi chứ, đây là chuyện tốt mà. Chào buổi sáng tiền bối. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. A Linh, mau đến đây. Đến ngay. Võ Việt, chào buổi sáng. Chào. Đi thôi, bà không sẽ trễ mất. Cậu có phải người mới đâu, cậu đến đây làm gì? Chị à, bây giờ tớ chuyển qua phòng thị trường rồi. Sếp bảo tớ đi theo để học hỏi. Ngược lại là Lâm Thiếu, sao hôm nay không đến nhỉ? Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm. Không phải cậu vẫn còn ở nhà đấy chứ? Làm gì có chuyện đó. Anh Tần à, tôi mới đăng ký cho thuê biệt thự cổ ở công ty môi giới xong. Cậu tuyệt đối đừng nói cho ba cậu biết chủ ý của tôi đấy nhé. Bằng không ông ấy sẽ đuổi việc tôi đấy. Không phải đuổi mà là tế sống luôn. Anh yên tâm đi, khó khăn lắm mới có người sao chủ ý giúp tôi. Sao tôi bán đứng anh được? Nhưng mà công ty môi giới nói khách hàng kiểu nhà này ít lắm, không biết khi nào mới có người thuê. Vậy sao? Cậu đừng lo, tôi đi hỏi bạn của mình thử xem. Chuyện tiền bạc cậu cứ giao cho tôi. Cậu mau đi làm đi. Yên tâm đi, đang trên đường rồi. Tôi thay ba cậu nói một câu, đừng khoe khoang quá. Khiêm tốn đi. Khiêm tốn thì tôi không biết. Các vị, trong ngày mọi người nhận việc hôm nay, mỗi người đều có một cái vali đen. Trong đó có một cái máy tính xách tay dùng hàng ngày và còn một vài công cụ thực dụng. Nhớ kỹ, khoảnh khắc mọi người mở cái hộp này ra cũng chính là lúc mọi người bắt đầu vai trò người phân tích dữ liệu mới. Đương nhiên, nếu như trả vali đen đó cho tôi thì chỉ có hai kết quả. Một là bị loại. Hai là được thăng lên làm sếp. Ở đây còn có đơn đăng ký thẻ tiền tệ kép. Hạn mức tín dụng trên đó có 3 mục lựa chọn. Đây chẳng phải ép tôi trở thành nô lệ của công ty sao? Anh cần tiêu tiền gì chứ? Cách ăn mặc này của anh lúc tôi học tiểu học thịnh lắm. Nữ thần à, cuối cùng cô cũng bắt đầu quan tâm đến ông chú đẹp trai như tôi rồi. Đợi đã, đẹp trai thì mới gọi là ông chú, còn kiểu như anh thì xin lỗi nhé, gọi là ông nội đúng hơn. Tất cả trang bị của ông nội đây đều đỉnh lắm đấy. Đừng nói là gặp qua, nghe cô cũng chưa nghe qua đâu. Vậy ông nội à, trang bị của ông khi nào thì mới nghỉ hưu với ông vậy? Được rồi. Tiếp theo đây, tôi xin long trọng giới thiệu với mọi người. Đây là một trong những người sáng lập Big Brain Data của chúng ta và cũng là CEO của chúng ta, Nhậm Thiên Thu. Trong một năm này, anh ấy sẽ y như giáo viên chủ nhiệm của mọi người vậy. Trong công việc nếu có gì không hiểu thì đều có thể thỉnh giáo anh ấy. Chào, chào thầy. Ở đây phải gọi là chào ông chủ mới đúng. Không ngại sau này đổi cách gọi khác, cứ gọi sếp đi. Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người nhậm chức. Mọi người có thấy 5 đường thẳng trên màn hình chưa? Chúng được gọi là đường đua năng lượng. Chỉ cần vào được đường đua thì sẽ có tư cách gia nhập từng lớp quản lý của Big Brain Data.
trở thành cánh tay đắc lực của tôi. Còn về quán quân thì chúng tôi gọi là người mới siêu cấp. Mọi người có biết nó có nghĩa gì không? Chắc không phải trực tiếp trở thành phó giám đốc đấy chứ. Người được chọn này có quyền tìm hiểu chi tiết toàn diện mọi dự án của Big Brain Data từ lúc thành lập cho đến nay. Hơn nữa, người đó sẽ có được 3% cổ phần của Big Brain Data, cũng như quyền quyết định của Big Brain Data. 3% đấy, cô biết bao nhiêu tiền không? Ghê thật đấy, cố lên. Cố lên. Gì vậy trời? Ôi trời. Ai đấy? Là ai? Là ai làm? Chào, bạn khỏe không? Tôi khỏe, cảm ơn. Còn là một tiểu quỷ biết tiếng Anh nữa chứ. Quả nhiên là có duyên với mình. Lâm Thiếu, tôi còn tưởng không gặp lại anh nữa chứ. Tôi nỡ xa anh thì cũng không nỡ xa họ mà. Lâm Thiếu, anh nhớ tôi không? Nhớ. Đừng có làm kiêu nữa. Có làm kiêu thì cũng chỉ vậy thôi. Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Giọng nữ cao. Chẳng phải chúng ta còn một biểu diễn tấu chưa tổ chức sao? Anh còn dám nhắc chuyện này? Hôm đó nếu anh đạp ga tăng tốc không đến tham gia buổi diễn tấu, vậy thì sẽ không phải gượng như vậy rồi. Còn biểu diễn tấu gì? Sao cô không biết tấu xấu gì vậy? Được rồi, tôi nghĩ rất đơn giản. Tôi chỉ thấy không thích người đó thôi. Tôi xin thề, tôi không có quan hệ gì với anh ta cả.